Hôm nay đi nhặt ve chai thì không có ga nghĩa địa nữa, mà lỡ nhà mình nhặt thì cô chú ơi, thường thường đi nhặt ở nghĩa địa, giờ là bữa nay sao không đi nghĩa địa nhặt nó nghĩa. Dạ tại là cũng sắp tới ngày tảo mã rồi, người ta vô chổng ta cúng nước rồi, người ta uống nước rồi đó, có nhặt cũng nhiều lắm. Sáng lại mình nhặt được bao rồi. Bao gửi luôn chứ không bao gì. Xu này. Rồi cột lên luôn không? Hả? Dạ. Cột luôn không? Xu ra xu. Đó mà lấy à, lấy đồ của nó ra. Không, lấy đồ nó mà. Nó lại lại đó. Đi, hôm nay là xu. Nó lấy đồ của nó đi ha. Chồng dám lấy đồ của nó. Xong rồi, xong rồi. Xong rồi. Lấy đồ của nó đi. Đó, lấy đồ của nó là nó lại kiếm chuyện nè. Hôm nay thấy đi ra nghĩa địa sáng đầu thấy ở chỗ mình ve chai nhiều quá, có vô nó lấy ve chai. Thì hôm nay là ngày hôm qua đó, xin bà 500.000 để đi coi những ai mà Tết nay mà cũng còn như là cái người ta khổ hơn mình đó, để mua gạo đó. Thì hôm nay có thấy ai khổ chưa? Chưa phải không? Có là mới mua gạo đúng không? Dạ. Ồ, quá trời luôn rồi, sáng ve chai ngon lạnh luôn. Bỏ qua bao nhiêu ra được nhiêu tiền? Dạ. Nhiêu ra được nhiêu tiền? 20. Nhiêu? 20. Ít gì? Có giấy có lon luôn mà sao rẻ vậy? Kìa con su lại làm phụ kìa. Giấy này ký được nhiêu? Dạ. Giấy ký nhiêu? Hả? 10.000 12. 10.000 12 hả? Dạ. Là với giấy sạch là 12, còn giấy hơi dơ dơ là 10.000. Dạ. Giấy sạch về 12.000. Đó, con ngon, xu con lại nó phụ con kìa. Xu lại phụ đó, thấy chưa? Một ngày mà thời điểm cao nhất là con lụm là được bao nhiêu bao này? Dạ. Thời điểm mà đắt nhất là con lụm được nhiêu bao? Dạ thì nếu mà thời điểm đó thì con lụm được 10 bao. Cao nhất luôn hả? Dạ.
Cao nhất, cao nhất 10 bao hả, là nguyên ngày luôn hả? Dạ không phải bao ngày. Bao ngày được 10 bao hả? Dạ. 10 bao đó bán được nhiêu tiền? Dạ được có 50 hay là 55 à. 10 bao 50 55 ngàn hả? Dạ. Mà 3-4 ngày. Dạ. Trời ơi. Nếu mà đi mà còn mà nếu mà sắt ví dụ mà được một nhỏ thì sẽ được thêm 10.000. Còn không có sắt là dây chai không là 55.000. Yeah. Dạ. Thì đang lấy chú có mấy bảy chuột nè. Lấy bán không đi. À không. Cái này bán có tiền không? Cái này sắt như là cỡ bao, bao này bán nhiêu tiền? Thôi đi 10.000 12.000 để đó đi. Hỏi cho. Để mà chú đi mà lấy chuột chứ. Sáng nay chơi chai nhiều quá thì thấy bé nó đi nhặt chơi chai đó. Mà giờ thì cũng chưa tới ngày tảo mộ nữa. Đó là chưa có chơi chai. Nên là kêu bé vô đây cho nó được hai bao dưa chai với thêm mấy cái giấy cắt tông nè cô chú. Mình Xu ngồi đây làm gì đây? Làm đây để hậu nó tôi đi mà quét sân hả Xu? Xu quậy quá vậy? Xu quậy quá hậu nó rồi hả ai quét? Xu một hồi đó ha, mày quậy mày quét nhà tao không quét đâu nghe xem tôi có đâu lợi thằng Nghĩa nó ấy về chai lợi cắn nó không cho lấy mà rồi con lấy miếng giấy lại đi nhét lên đây sao cái lưỡi coi. Ô áo đẹp chị chạy bả gì cái gì gắt tùm lum cái gì không không ấm mua đen ta vậy đó là lấy hai vạt đó cột lại nè. Ừ đúng rồi đó đó đúng rồi chính xác luôn. Rồi cái loại chùm bông này nè, hát bản coi. Buổi sáng rồi, phải hát mới được. Đây là hoa giấy 5 màu. Mình thấy trước mặt mình như là có màu vàng nè, màu hồng, màu trắng. Chưa có màu đỏ. Màu đỏ, màu xanh nữa. Loại hát bản gì đi. Ngồi xuống luôn. À, lấy được hai bao dưa chai đó thì hát bản tặng cho chú như khán giả luôn. Xu đi ra cái xu trời ơi, xu này có cho có ông ta hai bao dưa chai mà lại kìa đó 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 thấy chưa mới có lấy hai bao dưa chai thôi mà chị đó. Xu nghe nè, xu lại đây coi. Su lại đây nè, lại nè. Thôi à nghe, tôi không có bận áo đó. Tại vì con Su nó chung ra là nó phái đùa lắm cô chú. Nghĩa mới lấy có hai bao dây chai này thôi nè, mà nó lại nó không cho đi, không cho chở đi. Đó, cái gì đó. Thôi
buổi sáng chắc video mình kết thúc ha cô chú, hẹn cô cha chú vào video sau ha.